Xin chào quý thân mến, hiện tại thì em Cái đang con đường đi vào nhà em Chứ. Hôm nay thì cũng có anh Chứ và Gọn, anh trưởng thôn. Anh tên là gì nhỉ, anh trưởng thôn ấy? Hờ Mi Xính à, anh Xính. Đúng rồi, anh Xính là trưởng thôn ở khu Nàng Cuồng 2 nhá. Thì cũng có cái trưởng thôn cùng em Cái tiếp tục vào đây để xác minh lại cái nhà của em Chứ. Hôm trước thì cũng có anh Chứ cùng em Cái mình vào, nhưng mà bây giờ thêm cái mình đi vào đâu ấy cũng phải có cán bộ thôn để cùng vào để xác minh có đúng sự thật giống như cái lờ hôm trước em Cái có vào không ạ. Thôi bây giờ anh ạ, hôm nay thì em cũng gọi anh vào ấy, cùng anh mình vào thì cũng mong là anh cũng là trưởng thôn đi thì anh sẽ nắm gió hư về cái công dân ấy, tức là thôn mình ấy có đúng sự thật không. Hôm trước thì em có vào đây rồi cũng thấy có một cái hoàn cảnh của em Chứ ấy, bảo là cũng nghe qua thôi, cũng bảo là bố mẹ do là bạo lực gia đình phải không, là ly hôn không ở với nhau nữa thì bây giờ thấy em Chứ nó ở một mình ở một cái túi lều nó bé bên dưới thì hôm nay em cũng mong là anh cùng em để đi xác minh đúng sự thật không nhé. Thôi anh em mình đi xuống nhỉ. Phải có cán bộ thôn cùng vào để những cái tránh cái tình trạng mà để người ta giàn dựng để xảy ra những cái lờ đồ kiểu như là ngoài ý muốn ấy. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đi vào nhà của em Chứ. Bây giờ cái nhà của em Chứ lại bên phía dưới nữa. Cái nhà của em Chứ đây. Hôm trước thì em có vào đây thì anh Chứ cũng này cũng đưa em ấy, em vào đây thì cũng được gặp em Chứ này là cũng chia sẻ qua rồi thì cũng rất là mong hôm nay anh lại tiếp tục cùng em vào ấy để mình xem hỏi xem đúng cái sự thật giống như hôm trước không ạ. Vâng. Đúng. Thì của số mình nhưng mà thế biết của bố của cháu nhưng mà cũng nắm hiểu nhưng mà thế đứng vợ lên tinh nhưng mà thế vợ cũng chạy đi rồi cho lấy chồng đó không biết nhưng mà bố đi lập tha nhưng mà chắc có lập thê nhưng mà chắc không biết thế để mà không gọi được chắc không biết đâu không biết thế con đang học về nhưng mà nghỉ hè được mấy hôm mà vừa nghỉ hè được chắc gần hai tuần đấy rồi còng của ba ở nhưng mà ba nó bỏ không cho ở nhưng mà thì cháu cũng khổ lắm ở cái nhà bé đấy. Đúng rồi. Đây nha, hôm nay thì có anh Xính, anh trưởng thôn có cùng em Cái vào thì cũng đúng sự thật giống như hôm trước em Cái có cũng vào đây hỏi em Chứ này thì cũng bảo là do bạo lực gia đình ấy thì bố mẹ nó không sống chung với nhau được thì cũng ly hôn ra rồi. Thế bây giờ chắc là anh cũng là trưởng thôn đấy, hôm trước thì em có vào đây cũng hỏi qua em Chứ này bảo là hai bố mẹ thì cũng ly hôn được 2 năm, có phải đúng sự thật như thế không? Có. Vẫn được 2 năm đây thôi. 2 năm nay xong thì ly hôn xong thì bố của em này cũng hay rượu chè nhiều không? Vâng. Hay đánh vợ không? Đúng. Còn thế mẹ của em này thì cũng không biết là đi đâu không? Không biết. Thế là bây giờ cái cháu có địa thì không có máy thì không gọi được mà không biết ở đâu không biết. Không có máy không gọi được không biết đi đâu. Thế này hôm nay thì cũng có anh Xính, anh trưởng thôn cùng em Cái vào ấy. Thế này thôi bây giờ em ạ, hôm nay nhá anh cũng vào đây nhưng mà cũng thứ nhất là hôm trước này có vào một lần cũng phải có cảm cán bộ thôn để mình vào để coi như là tiếp tục lần thứ hai ấy, coi như chia sẻ đấy cho các biết để có đúng sự thật không, vì liên quan về chính quyền ấy, của thôn tức là chính quyền xã ấy, sợ cái tình trạng mà không đúng sự thật sau này thì nó ảnh hưởng đến cả thôn với xã nhá. Thế bây giờ anh Xính cho thể cho em hỏi ví dụ mà nhà của em này không biết là trước kia mình có vẫn có cái nhà cũ nữa chứ không bố mẹ có nhưng mà thế nên thì chúa nhưng mà vay tiền lưng tưng nhưng mà thì nó của ba không ba hết nhà thì trả cho họ hết là không có nhà ở mà trước kia thì có nhưng mà từ lúc mà hai vợ chồng kiểu như là nhà tan cửa nát lúc đó thì bán nhà để trả nợ kiểu như nợ họ nhiều không. Thế bây giờ hiện tại làm thế này thì chắc em này chắc khổ lắm mà bây giờ không có nhà cửa không có nhà đây này nhà cửa không có gì nhà cửa ở nhá. Nay vào đến đây thì cũng đúng sự thật. Thì cái này thì em này hôm trước ấy, em có vào đây thì em bảo là cũng vừa ở được 2 tuần đây đâu làm thế này. Ví dụ chưa mưa thì không vấn đề gì, sợ lúc mà mưa to này, gió lớn thì thế này nó cũng không đảm bảo được cái anh ạ. Đúng ạ. Thì chỗ này mà mưa to, gió lớn nó tóc ra xong có khi cái nhà nó đổ ấy. Cái chỗ này chỉ làm cái túi lèo thôi.
không thể gọi là nhà được vì nó chỉ làm cái lều trên một bạt thôi mà. Rồi này cũng rất là nóng. Thì em chứ này thì đây cũng rất là tội nghiệp đáng thương. Không biết mình nên gọi là mồ cô hay không, nhưng mà bây giờ bố mẹ nó không lấy với nhau, chả khác gì nhà tan cửa nát ấy. Thì không ai nương tượng với nhau rồi, một mình tự ở thôi, cũng thành kiểu dạng như là mồ cô nhỉ. Bây giờ không ai thương hết rồi. Bố thì cũng đi làm thuê không biết đâu đâu, mà mẹ cũng đi không biết đi đâu nữa rồi. Đúng rồi. Một thân một mình đó. Hôm nay cũng có anh Xính cũng cùng em vào. Thì nhà em ăn cơm chưa? Ăn rồi. Vừa ăn rồi à? Vâng. Thế bây giờ mình em dự định kiểu như học hết lớp 9 rồi, bây giờ mình cũng tới này cũng không đi vào đâu à? Không đi vào học phải không? Hay là vẫn có? Dự định là đi nhưng mà không có tiền, không biết có đi hay không. Đây anh Xính, các em giống như tầm này cũng học hết lớp 9, cũng mong là cho nó đi học nghề này, hoặc đi học ở dưới xuống ấy. Vâng. Hoặc là đi cấp 3 để sau này còn mình còn đang tuổi ăn tuổi học mà. Đúng rồi. Ban trạng vào xã hội để sau này nó thay đổi cái tư duy ấy. Vâng. Nhưng mà do bố không có bố mẹ thì cũng rất là khổ phải không? Đúng ạ. Thôi cái trách nhiệm của mình, em cũng nói hai anh em thì cũng làm cùng đội anh em YouTube này, nhưng mà em cũng là trưởng thôn bên Khâu Vai ấy. Em cũng là khá Khâu Vai. Về cái công tác kiểu vận động các cháu học sinh này cũng rất là khó khăn. Thứ nhất là mình cũng biết là các cháu nó đang khó khăn về cái hoàn cảnh gia đình ấy. Không có bố mẹ, dù mình vận động đi học nhưng mà không có bố mẹ giúp đỡ thì cũng rất là khổ. Đúng rồi. Thứ nhất là các cháu này đó đang muốn đi học thì cũng không có bố mẹ để giúp được cái đồng tiền nhé cô bác nhé. Đây là hôm nay cũng có anh Xính cùng em cái mình vào để hỏi qua, cũng đúng là sự thật như thế. Thế bây giờ anh Xính để cho em hỏi, hôm trước em hỏi em chứ này thì bảo là vẫn bố mẹ đẻ thì vẫn có hai anh chị em thôi nhỉ? Vâng. Có một chị hai thì... chị em là một chị thì đi lấy chồng. Một chị thì đi lấy chồng rồi. Vâng. Bây giờ em này là chị là con út phải không? Vâng, con út. Thế có thế em chứ là một đứa con, tức là hai anh chị em, nhưng mà chị thì cũng đã đi lấy chồng rồi, bây giờ còn một em thôi, nhà cửa thì cũng không có. Hôm nay thì em cái cũng liên hệ được anh chứ, gọi được anh Xính, anh trưởng thôn này cùng mình cũng vào đây xác minh lại, cũng đúng là sự thật giống như cái lời trước kia em cái cũng mấy hôm trước ấy cũng có vào đây hỏi em chứ này, cũng đúng sự thật như thế ạ. Thì hôm nay em cái tiếp tục coi như là vào đây cũng chia sẻ, coi như ghi hình chia sẻ lại một vòng cái túi lều nhỏ bé của em chứ này cho cô bác biết nhé. Thì ở bên trong này nói chung là không có cái gì, cái túi lều này cũng rất là nhỏ bé. Bốn người anh em mình đứng ở đây cũng chiến hết, kiểu như không có đường đi rồi. Bây giờ này ở đây có cái dừa này, bên ngoài này không có cái gì, rất là hẹp luôn. Đây ạ, ở bên ngoài này cũng thế nhé cô bác ạ. Bây giờ cái chú bếp mai là em này không mưa thì có thể nấu nướng ở bên ngoài. Ví dụ mà trời mưa vào thì không biết là nên nấu nướng ở đâu. Chú này mà ví dụ mưa vào thì nó hay hẹp này, mà nó bé như thế này mình nó bếp ở bên trong nó có khố lên nữa. Mưa gió to không đảm bảo. Cái chỗ này mưa gió to nó là không đảm bảo, nên nhìn nó rung thế này, la lát rung thế này. Để em cái cũng sẽ lại đi một vòng để chia sẻ với cô bác biết cái hoàn cảnh của em chứ đấy nhá. Nếu mà được cô bác nào đồng cảm, coi như là giúp đỡ phần quà nào cho em chứ thì mình lại tiếp tục vào đây. Đây là cũng tùy thôi, đến cái mình sẽ chia sẻ thôi, được cô bác các mạnh thường quân nếu mà thương cả đồng sốt ấy, coi như là đồng cảm với cái hoàn cảnh của em này. Vì em này là vẫn có bố mẹ, do bố mẹ nó không sống với nhau, bố suốt ngày rượu chè làm cho nhà tan cửa nát, thì hoàn cảnh của em ấy mới đến cái mức đường cùng, không có nhà ở nên mới ở như thế này nhá cô bác nhá. Đây này, cái chỗ này không đảm bảo được lấy cái cọ vó ấy. Như thế này, cái chỗ này nó cũng không đảm bảo được gì ở xung quanh này như thế đâu. Chỗ này thì bạt nó cũng thỏng tách này, mưa to kiểu gì nó cũng sẽ hớt vào bên trong đấy, nó cũng sẽ không được chắc chắn luôn. Đây, một cái chỗ này chỉ là cái miếng bạt vụn lên bên trên thôi, mình quay ở bên trên này vào thôi, không có một gì chứ. Bây giờ em cái vào đến đây thì lắc nữa cũng sẽ mong là cùng anh chú anh em mình cũng sẽ đi lên trên. Mình sẽ đi lên trên để hỏi mấy nhà quanh đấy, kiểu như là mình muốn phải hỏi thêm mỗi người một ý kiến xem là có như thế nào không. Vì anh Xính cũng là trưởng thôn đây, nhưng mà anh ở bên kia đấy, đúng không? Vì chắc kiểu thì em chứ này cũng có chú bác đây, cũng gần đây hay thế nào đấy. Thì chú túi lèo này thì mưa vào nó sẽ hay rột đấy, không đảm bảo được. Thế anh ở đây chắc kiểu thì anh cũng biết là
anh em chú bác của nhà em chứ này chắc cũng có gần đây không? Có gần đây nhưng mà năm là có đi học nhưng mà chưa có ai trông không cũng biết nhưng mà cũng phải xa, nhưng mà mình ở nhưng mà cũng khổ lắm. Đúng rồi. Để, lúc mà em này đang học ở bên trường chính, đang học ở xá thì chắc cũng ăn uống ngủ đấy phải không? Vâng. Bây giờ chắc em cũng tính ra là mình cũng từ lúc hè rồi, bây giờ nghỉ hè rồi mình sẽ khắc tự ở riêng xong thì mới dựng cái lều ở như thế phải không? Vâng. Để hôm trước thì em có vào hỏi rồi, em bảo là lúc em đang học ở bên trường thì không có bố mẹ, tức là bố nó đi làm thuê, mẹ nó cũng không ở nữa. Thì em hay ở với bác, kiểu như là mình cuối tuần ấy, thỉnh thoảng mình về thì ở ngủ một đêm thôi. Đúng rồi. Xong rồi cứ đi học ở cả tuần đấy. Vâng. Em nghe em đấy kể như thế. Bây giờ chắc là có anh Xính cũng cùng em cái vào thì lắc nữa. Có thể đưa em đi lên nhà bác và nhà chú ở gần gần đây, mình kiểu như trò chuyện qua về cái câu chuyện của em chứ này tí được không nhỉ anh ạ? Vâng. Mình đi lên nhà chú và nhà bác rồi đấy. Vâng. Đây, anh em mình sẽ đi lên. Đi. Bây giờ em có thể đưa anh nhé, anh em mình cũng cùng đi lên nhà chú và nhà bác như thế nào? Vì mình cứ đi vào những người gần gần ấy, mỗi người có thể góp một ý kiến hoặc mỗi người có một cái lời nó xem nào có thể thay đổi như thế nào. Thế là có ai ở nhà không? Mình sẽ đi vào. Ai ở nhà không nhỉ? Đấy. Có ai ở nhà không nhỉ? Đấy. Mình sẽ đi vào. Nhà này hơi tối, rất to nhỉ? Rộng đi. Anh em vào nhà ngồi. Vâng. Này à. Vào đến nhà này, khu này toàn là nhà to nhỉ anh Xính nhỉ? Vâng. Thế là toàn là nhà rất là nhà gỗ thôi mà rất là rộng to. Ừ. Anh ngồi đi. Anh ngồi đây. Chứ bác anh Xính và anh em cứ ngồi đi. Vâng. Đây cái khu này mình có điện điện lưới phải không nhỉ? Điện tức là điện này mình nhà nước kéo cho phải không? Vâng. Nhà nước kéo cho. Vâng. Thế em à, hôm nay anh đội anh em thì mình cũng là chia sẻ cái hoàn cảnh của em chứ ấy, cứ ở bên dưới này thì cũng được anh Xính là trưởng thôn hôm nay cũng cùng vào đây là cũng xác minh lại, đúng là em này cũng hoàn cảnh khó khăn ấy, thì thực sự là em cũng muốn vào đây hỏi cái khu quanh gần đây ấy, nếu có các chú và các bác này có đúng sự thật giống như anh Xính này hoặc anh em mình ấy cũng vào chia sẻ không, muốn hỏi qua để cho em để biết ấy. Vâng. Hoàn cảnh thì vẫn như thế thôi, vẫn như em chưa nó kể thôi, hoàn cảnh thì cũng rất là khó khăn. Bố mẹ thì cũng có xích mích, không lấy nhau nên bỏ nhau, cũng bỏ nhau trước Tết 2023 này rồi, bỏ nhau từ 2022 rồi. Xong là bây giờ bố thì chả biết đi làm ở dưới kia nhưng mà cũng không thấy địa về, không biết nó làm ở dưới có làm được tiền không, cũng không thấy điện về. Em này nó cũng mới học xong ở dưới trường, dưới xá về, bảo là cố gắng ở đây với anh em đi, bảo là đông quá không ở được, xong là bảo là nó xuống dưới làm một cái chỗ dự để có chỗ ngủ ấy. Bảo là anh em đây cứ cố gắng ở đây đi. Nhà này thì cũng đông, nhà thì 3 đô vợ chồng với 4 đứa cháu nhỏ nhỏ này nữa, xong là hai bố mẹ nữa là tiếng nhà cũng có 12 đầu người. Tức là cái nhà này thì cũng 12 người phải không? Đúng rồi, 12 người. Xong là bảo em cũng con gái ở với anh chị với bác đi, bảo là khó khăn quá thì đây cũng đông người không có chỗ ngủ, thì bảo là thế nó cứ dựng một cái chỗ ở dưới nó ở tạm dưới kia. Đây gần cảnh thì cũng thế thôi, hoàn cảnh thì cũng rất là khó khăn, cũng như mấy anh em vào thăm hỏi nó vẫn như thế rồi. Chắc là anh Xính trưởng thôn anh cũng chia sẻ cho anh em biết về hoàn cảnh của em chứ. Và đúng sự thật là em chứ này thì cũng bố thì nát rượu kiểu như bạo lực gia đình phải không? Đúng rồi. Thì bố mẹ cũng không ở với nhau được, ly hôn. Thì bây giờ thì em chứ này không có nhà, kiểu như nhà cửa thì hôm trước cũng vào đấy cũng hỏi rồi. Anh Xính cũng bảo là trước kia có nhưng mà do bán thì trả nợ không? Nhà thì trước có nhưng mà bây giờ cũng kiểu là cũng bố mẹ nó làm
này kia, xong rồi bố này cũng hay rượu chè, cũng hay kiểu là hay chơi này kia, xong rồi nợ nhiều á. Cái nhà thì tính mà tiền trả nợ cho người ta rồi. Còn cái chỗ đất thì vẫn ở đấy, nhưng mà nhà thì người ta cũng, nhà cũng ở đấy, người ta cũng chưa phá đi, chưa lấy đi. Vẫn ở đấy. Nhà em này nó ra trường về thì không có chỗ ở, xuống dưới làm cái chỗ ở tạm. Qua ngày đấy. Đây ạ. Hôm nay thì em cái cũng vào đây, tức là cũng gọi anh Xính là anh trưởng thôn Cổng Xác Minh xong rồi, em cái muốn là đi vào khu quanh gần đây ấy, hỏi trong vòng 1-2 hộ gia đình bà con ở gần đây để có muốn người một lời nó có thể nó khác ở đâu. Nhưng mà hỏi thì cũng đúng sự thật, có em này cũng kể ra là câu chuyện vẫn có, và giống như anh em mình cũng vào hỏi nhà cửa thì vẫn có, tức là do bố nó rượu chè nhiều nợ nần ấy, thì bây giờ bán đi trả nợ. Bây giờ thì em này không có chỗ mà ở, còn tức là em này chắc mình vẫn tạo điều kiện bảo cho em này vào ở, nhưng mà em nghĩ là mình ra được nhà mình cũng là đông ngừa không, không muốn làm phiền không? Đúng rồi, cũng bảo là thôi cũng không có chỗ thì đây cũng ở tạm với anh em, anh chị, tạm để khi nào nếu mà xem khi nào kiếm ra đồng tiền nào thì khác ra riêng ở cũng được, nhưng mà chứ nó bảo là đông người quá, 12 đầu người sống với nhau khó sống, là xuống dưới làm tự làm để một cái chỗ để tạm chỗ ngủ để qua ngày thế thôi. Chắc là em cũng nghĩ ra là mình cũng không muốn làm phiền gia đình ấy, nhìn thấy gia đình anh chị kiểu như là đông người không, vào đây kiểu như mình cũng giúp làm việc thật nhưng mà cũng ngại cũng ai nái, thực sự là cái đấy thì em cái cũng hiểu cũng biết. Mình khác có nhà riêng, bố mẹ cũng có, nhưng mà do bố mẹ không sống với nhau được thì bây giờ làm nhà tam cửa nát thì mình cũng lại đi ở với họ, thì đó lúc mình cũng ai nái ngại quá. Thôi thằng chắc nghĩ là mình tự giữ cái lều ở riêng để tự kiếm sống nuôi bản thân ấy, nên mới đi vào ở như thế này nhé cô bác nhé. Hôm nay cũng vào đến đây thì được em này và anh Xính cũng kể ra cái câu chuyện của em Chứ này. Thực sự là một cái hoàn cảnh, nếu mà đúng sự thật như thế này cũng rất là khổ, rất là đáng thương. Bà con ở vùng cao này thì quan trọng cái phần lương thực chính về cái ngô thôi, cây ngô thôi. Mình mà không có cái chỗ đất nước để canh tác trồng trò về ngô ấy thì cũng không có cái phần lương thực để ăn. Thực sự ấy, mình phải đi thì có khi phải đi ra ngoài đi làm thuyên kiếm ra tiền thì mới được mua được gạo. Nhưng mà cứ quanh quảnh ở đấy chỉ có mà trời trồng ngô thì chắc năm nay cũng hạn hán ấy, cũng không biết là lấy lương thực ở đâu về ăn nhé. Lúc em cái vào mình thấy em nghe em Chứ này cũng bảo là đi xin mìm men kiểu như là mình cứ đi xin họ ăn tạm đấy ấy. Anh Xính nhá, hôm nay thì tức là bọn em ấy cũng là độ cái như đi chia sẻ hoàn cảnh ấy, thì cũng mong là bên thôn ấy mình làm cái gì thì cũng phải thông qua thôn xong thì tránh cái tình trạng mà sau này kiểu như không đúng sự thật ấy, ảnh hưởng từ thôn đến xã. Cũng mong hôm nay anh cũng vất vả cùng em vào đây để xác minh lại lần cái hoàn cảnh của nhà em Chứ này. Em cũng rất là cảm ơn anh nhé. Kiểu như là bạn thân em cũng cảm ơn anh cũng vào đây cùng xác minh bất chấp thời gian ấy. Cảm ơn anh cũng vất vả vào đây. Anh thì cũng vào hỏi để biết thôi, hỏi như thế để biết về đúng sự thật không, tránh tình trạng mà sau này người ta cũng bảo là anh em tự vào để dàn dựng để quay như thế này ấy. Vì có như thế nào thì bọn em sẽ quay thế đấy. Vâng, thế này đúng như lời anh em chia sẻ với nhau thế thôi, không có cái gì gọi là không đúng sự thật lừa dối này kia cả. Vì anh em mình đi chia sẻ hoàn cảnh kiểu gì cũng không nên để làm những cái tình trạng mà nó không đúng sự thật nhá, vẫn phải có 2-3 người, mỗi người một câu nó, mỗi người gốc một ý kiến ấy thì nó sẽ thành lên lửa. Cũng có em này cũng kể ra cái câu chuyện của em Chứ này cũng đúng sự thật, thì em cái cũng mong là qua cái thức phim, cái video này nếu mà cô bác nào đồng cảm với em Chứ này gửi cái phần quà nào kiểu như là cái cứu đó ấy, cái mùa này cũng hạn hán vì em này là một thân một mình thôi, bố thì cũng đi làm không biết là cũng không đi làm về, mẹ thì cũng đã bỏ đi lâu rồi, thì bố mẹ nó không ở chung với nhau không biết là nương tựa ở đâu, thì em Chứ này là một mình thôi, toàn là xin hàng xó kiểu như được một ít mì mén để tự nuôi những bạn thân thôi ạ. Thì qua cái phim, cái video này thì em cái rất là mong cô bác nào anh đồng cảm với bạn thân hoàn cảnh của em Chứ ấy, gửi quà nào nhỏ thì em cái tiếp tục vào đây này, trao cho em Chứ ạ. Vì em Chứ này cũng qua cái anh trưởng thôn này xác minh cũng đúng là sự thật nhé, không phải làm dàn dự hết cái câu chuyện của anh trưởng thôn với anh hàng xóm, người ta cũng kể ra cũng có
vì bố mẹ thì vẫn có thật nhưng mà do không sống chung với nhau nhá. Chắc bây giờ thì anh trưởng thôn cũng có việc rồi đi về nữa rồi. Còn em chứ nó lại đi, em cái cũng có việc để dạy vé thì chắc em cái cũng xin phép dừng cái video tại đây ạ. Xin chào quý khán giả ở cái video tiếp theo.